Bài thứ 7, Đạo Đế Nisodha Gamaduka. Mở đề. Nói tổng quát về Đạo Đế. Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng thể nhập Niết Bàn thì phải tu theo phương pháp mà Phật đã dạy. Phương pháp chân chính có hiệu quả chắc thật để thành Phật, đó là Đạo Đế. Phần này là phần quan trọng nhất trong bài Tứ Diệu Đế. Vì nếu có rõ biết đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là Niết Bàn. Nhưng nếu không có phương pháp hiệu nghiệm để thực hiện ý muốn ấy, thì biết cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó, Đạo Đế là phần quan trọng và được Phật dạy một cách rõ ràng, chu đáo. Đạo Đế có 37 phẩm, chia ra làm 7 loại. 1. Bốn món niệm xứ, tứ niệm xứ. 2. Bốn món chánh cần, tứ chánh cần. 3. Bốn món như ý túc, tức như ý túc. 5. Năm căn, ngũ căn. 5. Năm lực, ngũ lực. 6. Bảy phần bồ đề, thất bồ đề phần. 7. Tám phần chánh đạo, bát chánh đạo phần. B lớn, chánh đề. A lớn, tứ niệm xứ. Định nghĩa về tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là hằng nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn. Tứ niệm xứ là bốn chỗ, bốn điều mà kẻ tu hành thường để tâm nhớ nghĩ đến. Đó là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. 1. Quán thân bất tịnh. Quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của cái thân ta. Nói cái thân là bất tịnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên, phản đối, cho là Phật đã nói quá đáng. Trong đời còn cái gì là quý báu hơn cái thân đâu? Người ta bảo bọc nó, nâng niu nó, cung phụng nó đủ điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thứ ngon vật lạ. Người ta đùm bọc nó trong hàng lụa là cấm dốc. Người ta che chở nó trong nhà cao cửa lớn. Người ta dám làm tất cả những việc bất nhân tổn đức để cho nó được sung sướng. Cái thân được quý chuộng, tôn trọng như thế mà bảo rằng nó là dơ bẩn, gớm ghiếc thì ai mà nghe được. Song bình tĩnh mà xét lại, cái thân này thật không có gì là trong sạch cả. Ngay từ khi mới đầu thai, cái thân này đã bất tịnh rồi, vì nó là do hai thứ nhơ nhớp là phụ tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng thái đầu tiên, nó chẳng khác gì một con hộ trùng, rồi dần dần lớn bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt nằm lẫn trong máu me nhơ nhớp. Về sau, nhờ sự duy trì của nghiệp thức, nó tượng thành hình người, chìm ngập trong một cái bọc đầy máu huyết. Cái thân nằm co rút trong đó cho đến 9 tháng 10 ngày, rồi chung theo một con đường rất bẩn thỉu ra khỏi bụng mẹ. Từ đó, nhờ những thực phẩm phần nhiều cũng không được tinh khiết gì, như thịt cá mà cái thân lớn dần. Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn, thì chúng ta cũng không khỏi lấy làm khó chịu. Những món ngon vật lạ mới nuốt vào thì cũng ưa thích, nhưng khi đã nuốt vào khỏi cổ cách một đêm đã biến thành đồ bất tịnh. Khi bài tiết ra thì không ai chịu nổi, ngay đến chủ nhân của nó. Chưa nói đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy bẩn thỉu rít rắm, cái miệng sáng dậy chưa súc đã nghe có mùi hôi rồi. Trong thân chính lỗ thường trôi chảy ra những đồ bất tịnh như đại, tiểu, ghèm, rái, mũi, giải, lắm chuyện nhơ nhớp. Đó là mới nói bề ngoài. Bề trong thân người đã dơ hơn thập phần. Khi mổ bụng một con gà, con heo, ta thấy một đống nào bọc chứa ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi, bong bóng như thế nào, thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thế ấy. Nhất là bộ tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thối, chẳng khác gì một thùng phân. Đó là mới nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn. Nào đàm, nào mũi, thúi tha, tanh hôi không sao chịu được. Nhất là gặp những bệnh nan y như lao, cùi, giang mai, hoa liễu, thì thật là không ai dám lại gần. Đó là khi trẻ, còn khi già đầu bạc răng lông, lưng còm, da nhăn, má cóp, đi đứng yếu ớt,
không còn đủ sức để sửa soạn bề ngoài thì lại càng nhớp nhúa hơn nữa. Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy trì để thay lớp mới đổi lớp cũ, thì da thịt trả rời, đụng đâu rượu đấy. Nếu không đem chôn cất cho kín thì rùi bọ, trôi dòi rút rỉa, mùi hôi thối xông lên không ai chịu nổi. Vậy cái thân này quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng người đời xem xét kỹ nên mới yêu quý nó, cưng dưỡng nó đủ điều. Hễ thân ưa thì mình ưa, thân ghét thì mình ghét, làm nô lệ cho thân, gây nghiệp, chịu quả báo đời đời kiếp kiếp không dứt. Cũng vì thân mà tham sân si nổi lên, cũng vì thân mà sát đạo dâm sinh ra, cũng vì thân mà giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu hoành hành. Trăm ngàn dạng điều lỗi lầm cũng vì quá cưng dưỡng cái thân này mà tạo thành ra. Vậy hành giả cần phải quán sát rõ cái thân là bất tịnh mới tránh được những nghiệp tham ái. Nhưng quán sát như thế nào? Xưa ở Ấn Độ, khi một hành giả muốn quán sát thân bất tịnh thì tìm đến khu rừng người ta bỏ xác người chết, gọi là thi lâm, để quán theo lối cửu tưởng quán của Phật dạy. Phép quán này gồm các giai đoạn như sau. A. Trướng tưởng. Ngày đầu ở gần bên cạnh thấy chết, quán thay sình trướng to lên. B. Thanh ứ tưởng. Ngày thứ hai quán thay bị gió nắng xanh xám. C. Hoại tưởng. Ngày thứ ba quán thay bị rã nát. D. Huyết đồ tưởng. Ngày thứ tư quán thay máu thịt rơi rớt lai láng. D. Nồng lãng tưởng. Ngày thứ năm quán thay chết da thịt rụt rã. E. Hám tưởng. Ngày thứ sáu quán chim thú đến mổ ăn thay. E. Tán tưởng. Ngày thứ bảy quán sau khi chim thú ăn, gân xương đầu mình tay chân chia tan nát dở. G. Cốt tưởng. Ngày thứ tám quán huyết thịt đã hết, chỉ còn bộ xương trắng bừa bãi. H. Thiêu tưởng. Ngày thứ chín quán bộ xương trắng đốt cháy thành tro đất. Chính phép quán tưởng này để đối trị lòng tham sắc dục. Một khi phép quán này đã thuần thục thì kẻ tu hành thấy một cách tường tận như ở trước mắt, thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quý chuộng, tham muốn. Do đó, có thể đối trị được bệnh tham sắc dục là một bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải để ghê tởm thân mình, đến nỗi đi hủy bỏ mạng sống như 60 vị tỳ kheo trong thời Phật tại thế. Sau khi quán thân bất tịnh thuần thục rồi, thấy ghê tởm mình và người chung quanh, đến nỗi thuê người giết đi. Đấy là một điều mà Đức Phật nghiêm cấm. Ngày nay chúng ta không có được huệ nhãn như Phật để trỏ vào bọn nữ sắc mà thiên ma sai đến để quấy rối, và bảo rằng những cái túi da đựng toàn những đồ dơ bẩn kia hãy đi đi, ta không dùng. Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra quang tuyến, chúng ta có thể thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương sống, đầu lâu, tim, gan, phèo, phổi của một tuyệt thế giai nhân qua ống rọi kiến. Và chỉ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta quan niệm rằng cái đẹp chỉ là bộ mã bên ngoài là lớp da bọc, chứ bên trong thì bộ xương người nào cũng giống nhau cả. Và chiếu qua quang tuyến X thì cái đầu lâu của một người đẹp cũng chẳng khác gì cái đầu lâu trắng phêu đang nằm lăn lóc ngoài bãi tha ma. Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành thì hãy cố gắng thi hành pháp quán thân bất tịnh. Nếu chưa đủ phương tiện để thực hành phép quán ấy thì cũng đừng bao giờ hết quên rằng thân người không trong sạch, không có gì đáng say mê đắm đuối, để đến nỗi phải gây ra bao nhiêu tai hại, tội lỗi không lường cho mình và người chung quanh. 2. Quán tâm vô thường. Tâm vô thường nghĩa là cái tướng tự tâm chúng ta luôn luôn đổi thay, không thường. Cái tướng của tự tâm là gì? Chính là cái phân biệt, hiểu biết hàng ngày, cái thức. Người không học Phật thì không nhận biết thể chân như rộng lớn cùng khắp cả vũ trụ, mà nhận lầm cái phân biệt, cái thức là ta, và cho rằng cái ta ấy là thường còn, không thay đổi, như những ngoại đạo chấp có thần ngã hay có linh hồn thường trụ. Thần ngã là lối chấp của số luận sư.
Họ cho rằng mỗi chúng ta có một thần ngã tự tại, trong sạch, nhưng vì phân biệt nên nhận thấy có vũ trụ vạn hữu, rồi sanh lòng ưa muốn, bỏ mất thần ngã tự tại trong sạch ấy. Vậy muốn cho thần ngã được giải thoát, thì phải dứt cả các món phân biệt, dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, không biết nữa, thì thần ngã mới hiển lộ ra, và khi ấy mới nhận biết rằng, vì mình mới sanh ra có vũ trụ. Họ cho như thế là rốt ráo, mà không biết thần ngã ấy cũng chỉ là vọng thức mà thôi. Còn linh hồn là lối chấp của đa số thần giáo. Họ cho rằng duy có xác thịt chết, chứ cái linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết mình, biết người, cũng thấy nghe như xác thịt không bao giờ chết. Nhưng sự thật không phải thế. Cái tâm của chúng ta không thường chút nào hết. Nó thay đổi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét. Khi chuyên niệm về một chỗ, khi tản mát ra các trần duyên, thật không có gì là thường hết. Nó là tâm pháp vô thường, nó thay đổi đủ cách, tùy chỗ tu tập của mình mà tiến hóa. Nếu tâm ta là thường, thì không có sanh tử. Nếu tâm là thường, thì dù có tu hành cũng không tăng trưởng. Thì người dốt cứ dốt, người dụng cứ dụng, người giữ cứ giữ. Nếu tâm là thường thì không có nhân quả, tu cũng chừng ấy, mà không tu cũng chừng ấy, giữ cũng chừng ấy, mà lành cũng chừng ấy. Cho đến người học, người không học cũng như nhau, chẳng có gì sai khác thay đổi cả. Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia, nên Phật mới dạy phép quán tâm vô thường, để cho chúng sanh nhận biết rằng cái tâm không phải như một vật bất biến vô dụng, không phải là cái ta chắc thật muôn đời, rồi nương vào đó mà sanh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng phiền não. Những tánh tham sân si, mạn nghi, ác kiến, vân vân đều do ngã chấp mà sanh ra cả. Lại cũng vì chấp tâm là thường, nên chi chi cũng cho là do bản tánh của mình, không thể sửa đổi được, như bảo, tánh tôi hay nóng giận, hay tham lam, tánh tôi hay đa mê đờn ca sướng hát, tánh tôi thích cờ bạc rượu chè. Họ cho đó là một lối bào chữa, vì không phải lỗi tại họ, mà tại cái bản ngã chắc thật của họ như thế rồi, không làm sao sửa đổi được. Do đó họ không thể nâng cao tâm trí theo con đường chơn chánh được. Vậy Phật tử chúng ta cần phải quán sát cái tâm vô thường, đổi cái tâm mê lầm ra cái tâm giác ngộ, phải trừ ngã chấp để ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. 3. Quán pháp vô ngã. Pháp theo tiếng Phạn là Dhamma, Tàu dịch là quỷ trì, nghĩa là nắm giữ phạm vi của mình, như vuông, dài, tròn, méo, để mỗi khi người ta trông đến, liền nhận biết cái thầy là vật gì, và khỏi lẫn lộn với vật khác. Nghĩa chữ pháp rộng lớn mênh mông, chỉ cho tất cả mọi sự thật trên vũ trụ, chẳng những các vật hữu hình, cho đến các vật vô hình tưởng tượng như lông rùa, sừng thỏ, cũng gọi là pháp cả. Còn ngã có nghĩa là chủ tể, là riêng có tự tướng của mình. Người ta thường chấp các pháp đều có tự tướng, có cái ngã riêng biệt. Người có tự tướng của người, vật có tự tướng của vật, thế giới có tự tướng của thế giới, quốc gia có tự tướng của quốc gia, xã hội có tự tướng của xã hội. Đã chấp có tự tướng của mình, tất nhiên thấy có tự tướng của người khác. Đối với tự tướng của một vật, hễ về mình thì không về người khác, còn về người khác thì không về mình. Do đó sinh ra tâm niệm nhân, ngã, bỉ thử, quý trọng, khinh rẻ, tranh chấp, đấu tranh trong xã hội. Song xét ra cho kỹ thì các pháp nào phải thật có tự tướng. Nói về lục trần thì sắc đối với không, động đối với tịnh, sanh đối với diệt, nào có cái gì riêng một mình thật có tự tướng đâu. Trần đối với căn mà có hình tướng, căn đối với trần mà có tác dụng. Ngoài trần không có căn, ngoài căn không có trần. Như thế thì biết tất cả các pháp, dù căn dù trần cũng đều không có tự tướng. Trong Kinh Lăng Nghiêm có câu: nhân duyên hòa hợp, tư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, tư vọng hữu diệt. Nghĩa là các nhân duyên nhóm hợp thì giả dối có sanh, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối có hoại diệt. Vậy đủ biết
tất cả các pháp làm nhân duyên cho nhau, in tuồn là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng tức là vô ngã. Ví như trong giấc chiêm bao, vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy có cảnh này cảnh khác, đương khi ấy người chiêm bao cũng lầm tưởng là có thật, đến khi thức dậy mới nhận ra đó là cảnh giả dối trong chiêm bao. Chúng ta cũng thế, vì mới không nhận ra được sự giả dối của sự vật, trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm. Vạn pháp hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng là thật có, thật ra các pháp đều không tự tướng, đều là vô ngã. Chúng ta không biết lý pháp vô ngã, cho nên ngoài bị hoàn cảnh kích thích, trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối của giả cảnh. Vì thế, tuy muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại, muốn an vui mà chưa lúc nào được an vui, muốn thường trụ mà vẫn phải trôi lăn trong dòng sanh tử. Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì một thể vô ngã trùm khắp cả pháp giới. Cảnh cũng vô ngã, tâm thức cũng vô ngã, thì còn cái chi mà ghét mà thương mà phải chịu sanh tử luân hồi nữa. Pháp vô ngã là lối tu giải thoát rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu hạnh vô ngã một đôi phần, thì đâu có sự ích kỷ hại nhân, và cảnh tượng thế giới hòa bình đâu phải là một điều không thể thực hiện được. 4. Quán thọ thị khổ. Thọ là chịu, nhận lãnh. Thọ thị khổ, nghĩa là có nhận lãnh là có khổ. Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? Và vì sao nhận lãnh lại khổ? Nhận lãnh ở đây có một nghĩa vô cùng rộng rãi, nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì mà người đời có thể nhận được trong cuộc sống. Trước tiên, nhận lãnh cái thân này là cái thân riêng của ta, cái tâm này là cái tâm riêng của ta. Sự thọ nhận này là nguồn gốc đầu tiên để thọ nhận những cái khác về sau. Để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái ăn, thọ cái mặc, thọ cái ở, thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc, thọ những cái gì làm cho ta khoái trá, thích thú, vui vẻ. Và lòng tham càng nhiều thì thọ lại càng lắm. Từ cái thọ cần thiết cho cuộc sống, ta tiến dần đến những cái thọ ít cần thiết, rồi đến những cái thọ xa xỉ, thừa thải vô ích. Nhưng vì thói quen góp nhặt, tham lam, ta không thể bỏ qua được. Nói tóm lại, mỗi chúng sinh, mỗi cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp. Và chính sự thọ nhận ấy là mầm chính của đau khổ. Trước tiên ta thọ nhận cuộc đời, nhưng cuộc đời là gì nếu không phải là một trường đau khổ như chúng ta đã thấy trong phần khổ đế? Nào sanh, nào lão, nào bệnh, nào tử, nào yêu mà phải xa lìa, nào oán mà phải gặp gỡ, vân vân. Thật là toàn những cảnh khổ, nhưng đó là mới nói những nỗi khổ căn bản. Ngoài ra còn bao nhiêu nỗi khổ khác cũng do thọ mà ra. Như nhận được một cái gì cho là quý thì nơm nớp sợ mất, lo tìm cách này trước nọ để giữ gìn nó. Nhưng cuộc đời đã là vô thường thì còn cái gì là tồn tại mãi đâu. Ngay cuộc đời của ta mà cũng không giữ mãi được thì còn cái gì giữ được nữa. Do đó sanh buồn thương, tiếc nuối, mất ăn, bỏ ngủ. Và người càng thọ nhiều chừng nào lại càng khổ chừng đó. Kẻ giàu thì sợ mất của, kẻ có địa vị thì sợ mất địa vị, kẻ có người yêu đẹp thì sợ mất người yêu, kẻ có danh vọng lớn thì sợ mất danh vọng. Nhưng có phải muốn thọ lãnh thì bao giờ cũng được thọ lãnh theo ý muốn đâu. Thọ mà may gặp thuận cảnh thì được thỏa dạ trong phút đầu tiên, nhưng thọ mà gặp nghịch cảnh thì càng thêm đau khổ. Ở đời thuận cảnh thì ít, mà nghịch cảnh thì quá nhiều. Thường thường ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái này, mà một cái trái ngược khác lại rơi vào tay ta. Do đó sanh giận dữ, thất vọng, khổ đau. Đó là nghĩa của thọ thì khổ. Phép quán này mục đích đối trị bệnh tham, là một bệnh trầm trọng nhất trong các bệnh phiền não, đã ăn sâu gốc rễ trong lòng chúng sinh từ lâu đời lâu kiếp. Vậy Phật tử chúng ta muốn diệt trừ tánh tham, phải quán thọ thì khổ. Ta phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy: hễ có lãnh thọ thì có khổ. Càng lãnh thọ nhiều thì càng khổ lắm, càng ít lãnh thọ thì khổ đau càng ít.
Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất cả trong một lúc, nhưng chúng ta nên tuần tự xả những gì dễ xả, có thể xả được rồi đi dần đến những cái khó xả. Càng xả chừng nào lại càng nhẹ gánh đau thương. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, vui thú lại càng sướng. Nhưng đã gọi là gánh gì thì gánh cũng là gánh, và càng gánh nặng thì vai càng đau, chân càng mỏi, đi càng chậm, tóm lại khổ càng nhiều. Trái lại, nếu chúng ta không lãnh thọ như sắc đẹp, mùi ngon, vị lạ, vân vân, thì thân tâm ta không bị lay động. Đối với cảnh ta thấy không có gì đáng ưa, cũng không có gì đáng ghét, không có gì đáng vui mừng, cũng không có gì đáng khổ sở. Như thế mới được an nhiên tự tại, thoát dòng khổ đau. Phê lớn kết luận: tứ niệm xứ là giáo lý căn bản trong phần Đạo Đế. Có hiểu được giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. Nó đánh đổ được một cách rốt ráo bốn thành kiến sai lầm lớn lao của con người, là tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch, tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn như một linh hồn bất diệt, tưởng mọi sự vật trên đời này là chắc thật trường cửu, tưởng thu nhận tâm góp được nhiều chừng nào sung sướng chừng ấy. Nhưng sự thật lại rất trái ngược. Một, thân thì bất tịnh như một cái đẩy đựng đồ dơ, không đáng nâng niu chiều chuộng. Hai, tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi theo hoàn cảnh bên ngoài, không có gì là trường tồn bất diệt. Ba, pháp thì vô ngã, không có tự tánh nhất định, không chắc thật mà đều là như huyễn như hóa. Bốn, thọ thì khổ, chẳng hạn ta thọ lãnh cái thân thì cái thân là dơ bẩn, ta thọ lãnh cái tâm thì tâm là vô thường và luôn luôn biến đổi, ta thọ lãnh sự vật ở chung quanh thì sự vật đều là giả trá, như khói, như mây. Do đó càng thọ lãnh nhiều chừng nào lại càng đau khổ nhiều chừng ấy. Vậy chúng ta phải luôn luôn quán sát, ghi nhớ bốn sự thật trên đây. Càng chứng được bốn sự thật ấy chừng nào thì sự chấp ngã, chấp pháp, tham sân si lại càng bớt dần chừng ấy. Phật tử càng nắm vững bốn sự thật ấy chừng nào thì sự tu hành theo các môn trong Đạo Đế sau này như bốn món chánh cần, bốn món như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, chân chân mới dõng mãnh và chống có kết quả chừng ấy. Tám, Đạo Đế Nirodha Gamadukha. Tiếp theo, B lớn tứ chánh cần, A lớn mở đề. Nhờ tứ niệm xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời, đó là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy rõ được sự thật đau khổ ấy rồi, chúng ta phải gia công cố sức làm thế nào để thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng. Muốn thấy, sự siêng năng tinh tấn là điều kiện trên hết trong công cuộc giải thoát của chúng ta. Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công gắng sức, nhất là người tu hành mà cái quả là xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn, thì sự gia công sức cố gắng lại càng phải bền bỉ dẻo dai vượt bực mới thành tựu được. Hơn ai cả, Đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của sự tinh tấn nên đã dạy bảo chúng ta trước khi đi sâu vào đạo phải chuẩn bị những phương tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độ quyết tâm, quyết tâm xa lánh điều dữ và thực hiện những điều lành. Đó là ý nghĩa của tứ chánh cần mà chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây. Bề lớn chánh đề. Một La Mã định nghĩa tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép tinh tấn ấy là: một, tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh; hai, tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh; ba, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh; bốn, tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Hai La Mã, quan niệm về điều dữ và điều lành trong đạo Phật. Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào là dữ. Những điều dữ là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng ta bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Trái lại,
những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và người, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. Với hai định nghĩa này, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động mới gọi là lành hay dữ. Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhất là ý niệm, cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi. Theo Đạo Phật, ba nơi phát sanh của lành hay dữ là thân, khẩu, ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ đều có thể là lành hay dữ. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ, hay thực hiện những điều lành ngay khi chúng còn ở trong ý thức. Ba La Mã, nội dung của tứ chánh cần. 1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Tâm mình chưa móng tưởng điều ác thì mình phải sáng giữ gìn, đừng cho nó phát khởi lên, cũng như sợi dây buộc mũi con trâu, kềm nó không cho ăn lúa. Sau đây là một ít ví dụ cụ thể có thể xảy ra hàng ngày trong đời của chúng ta. Khi chúng ta muốn tổ chức một cuộc đi săn bắn để lấy thịt rừng cụm ly đánh chén với bè bạn, nhưng chúng ta lại nghĩ, ta đã là đệ tử Phật, đã thọ tam quy, trì ngũ giới rồi, không lẽ dám quên lời hứa nguyện, sát hại chúng sinh và uống rượu, thế là chúng ta không thi hành cuộc đi săn bắn nữa. Khi phát khởi tâm gian lận, muốn lập mưu kế lấy của người, chúng ta liền xét lại rằng, của mình mất, mình biết buồn rầu, thì của người mất, người đâu có vui. Giả lại, mình đã nguyện trọn đời không tham một vật nhỏ của ai, lẽ nào mình dám quên lời thệ nguyện? Sau khi nghĩ thế rồi, chúng ta không thi hành mưu kế đen tối trên nữa. Khi móng tâm hoa nguyệt, chúng ta lại nghĩ rằng, mình đã nguyện trọn đời không tà dâm, thì phải trì chí giữ gìn tiết hạnh. Và do ý nghĩa ấy, chúng ta ngăn chặn được lòng hoa nguyệt. Khi muốn nói dối để cho được việc riêng của mình, chúng ta liền nghĩ rằng, mình đã nguyện trọn đời nói lời ngay thật, thì phải cố gắng giữ cho trọn lời thệ nguyện. Nhờ thế, chúng ta khỏi phạm tội vọng ngữ. Nói tóm lại, mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sái quấy, muốn thực hiện một điều ác gì, chúng ta phải tìm những lý do chánh đáng, tưởng nghĩ đến hậu quả tai hại của nó để dập tắt ngay những ý nghĩ bất chính và ngăn ngừa không để cho nó phát sinh trong hành động. Người tu hành sợ các giặc phiền não, si mê len lỏi vào tâm mình cướp mất của báo công đức, nên luôn luôn cẩn thận giữ gìn như người nhà giàu giữ của, ngăn tường đóng ngõ, bỏ tủ khóa chặt, không để cho kẻ gian vào nhà trộm mất. Sự ngăn chặn, giữ gìn không cho điều ác phát khởi này không phải hạn cuộc trong một thời gian nhất định nào, mà trái lại, phải tiếp tục luôn luôn trong từng sát na, từng giây phút, từng ngày tháng, từng năm này sang năm khác, cho đến chừng nào tâm mình được thuần thục an nhiên, không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi. Công cuộc ngăn chặn này đòi hỏi một sự siêng năng, tinh tấn, dẻo dai, bền bỉ mới có hy vọng thành tựu được như ý muốn. 2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Trong đời sống của chúng ta, nhất là khi chưa hiểu biết Phật Pháp và không tu hành, chúng ta đã phạm rất nhiều tội ác. Những tội ác này làm cho tâm của ta càng ngày càng tối tăm lu mờ, như một tấm gương bỏ lâu ngày không ai chùi rửa, không thể soi được nữa. Nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của những điều ác, thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Điều ác không ở đâu xa, chúng phát sinh trong thân khẩu ý của mỗi chúng ta. Vậy trừ tội ác, tức là ngăn chặn không cho thân khẩu ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Nhưng cái đà tội lỗi như cái đà một chiếc xe xuống dốc, càng xuống càng mau, càng mãnh liệt. Cho nên muốn diệt trừ tội lỗi, chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều cố gắng, phải luôn luôn siêng năng tinh tấn. Để ngăn chặn cái đà tội lỗi, Phật tử chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ như vậy. Sát sanh là điều ác đã gây tội lỗi cho mình, phải mắc nợ máu thịt và mạng sống, lại làm hại cho người lẫn vật. Trộm cướp làm khổ cho người bị nghèo đói, rách rưới, buồn rầu, đau khổ, không thể kể xiết.
tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường gây sự rối ren trong gia đình và nhất là mang tiếng xấu hổ, làm mất phẩm giá con người. Nói dối mất lòng tin cậy, nói thêu dệt làm chia lìa ân nghĩa, nói lưỡi hai chiều làm tăng trưởng oán thù, nói lời hung ác trước dơ miệng mình sao chiêu lấy họa. Ham muốn quá sức, tham thấy mình thiếu mãi, càng khổ thân nhọc trí. Giận hờn tức tối, lửa sân nổi lên, làm hư công hỏng việc, và bao nhiêu rừng công đức đều tiêu tan. Si mê không rõ chánh tà, mờ ám chân lý, gây đủ cách. Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ sinh, thì bất cứ tội nào chẳng hạn, chúng ta phải đoạn trừ tận gốc rễ, đừng cho nó đâm chồi nảy nhánh nữa. Trong lúc đó chúng ta lại quân tập các hột giống lành thay thế vào tạng thức, thì lần hồi chúng ta sẽ trở thành người thuần thiện. 3. Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh. Nhiều khi chúng ta có những ý định hay đẹp, muốn giúp ích người này, nâng đỡ người khác, nhưng vì tánh giải đãi hay thiếu nghị lực, chúng ta không thực hiện được những ý định tốt đẹp ấy. Như thế, dù có thiện chí bao nhiêu cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người chung quanh cả. Muốn tạo những thiện nghiệp như nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho người nghèo túng, giúp đỡ cho người có công ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chờ, mà trái lại phải hăng hái, tinh tấn làm gây. Ta phải luôn luôn thúc đẩy ta biến những ý nghĩ tốt thành hành động. Người Pháp có câu tục ngữ rất có ý nghĩa để châm biếm những người có dự định tốt mà không bao giờ thực hiện. Địa ngục lót đầy những dự định tốt. Thật đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiều thiện chí, có ý định làm điều hay điều phải, nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được và mang thế xuống địa ngục. Vậy, chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều lành. Mỗi khi chúng vừa móng khởi trong tâm, đừng chần chờ giải đãi, cho đến khi tử thần đến gõ cửa, mới ân hận là mình chưa gây tạo được cho mình những nhân lành gì cả, cho nên phải rơi vào địa ngục. 4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Những điều lành khi đã phát lộ ra hành động rồi, chúng ta đừng cho thế là vừa, là đủ, không cần phải cố gắng làm thêm nữa. Khi chúng ta làm một điều trọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện. Một mặt ngăn chặn điều ác không cho tác hại, một mặt làm điều thiện có lợi ích cho mình và cho người. Chẳng hạn, như khi chúng ta thọ giới bất sát sinh và thực hành theo giới ấy, là chúng ta vừa ngăn chặn sự giết hại người và vật, mà vừa chuộc người và phóng sinh nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt vừa chỉ ác, một mặt vừa tu thiện, rồi cứ như thế mà siêng năng tinh tấn luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều thiện cho thật thuần thục, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm điều thiện cả mới được. C lớn kết luận, ý nghĩa rộng lớn và diệu dụng của tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn phép siêng năng chân chính trong công cuộc diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý. Thật thế, nếu suốt đời chúng ta chỉ theo cho đúng bốn phép siêng năng này là ngăn ngừa không cho những điều ác phát sinh, diệt trừ những điều ác đã lỡ phát sinh, thúc đẩy thực hiện những điều lành vừa móng lên ở trong tâm và tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa những điều lành đã thực hiện được. Nếu chúng ta tinh tấn làm được như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được địa vị thánh hiền.